Chào các bạn. Hôm nay chúng ta đi đến một cái đề tài rất là buồn các bạn ạ. À, thì có rất trong cái cuộc đời mà trả lời hỏi đáp của anh, có rất nhiều bạn trẻ hỏi anh một cái câu mà anh nghe anh cảm thấy nó đau nhói trong lòng. Tại cũng biết gọi là trả lời các bạn sao cho nó thỏa đáng. Nếu mà trả lời không khéo á thì gọi là dập tắt đi cái niềm hy vọng các bạn. Nhưng mà trả lời mà gọi là ảo tưởng quá thì làm cho các bạn gọi là sống trong mộng mơ. Đó là em có tiền, em tập tạ được không anh? Nghe rất đơn giản chứ được và không thôi đúng không các bạn? Giờ anh cũng có thể trả lời là được, và cũng có thể trả lời là không. Thì khả năng anh sẵn sàng anh lập luận được, được cũng được mà không cũng được. Nhưng mà trong vlog này, hôm nay anh sẽ đi sâu vào cái đề tài này. Trước tiên mà trả lời câu hỏi đó thì chúng ta cần phải nhận định rõ ràng giá trị của đồng tiền trong cuộc sống. Đúng không? Trong cuộc sống chúng ta không thể nào sống được không có tiền. Cái điều này Duy thấm thía. Cái điều này là Duy gọi là rất là hiểu rõ. Qua rồi một cái thở mà hai quả tim vàng gì, một túp liều tranh đúng không? Chúng ta cùng sống bên nhau, yêu nhau là được, không có chuyện đó đâu các bạn. Cái đó gọi là lúc mà ngôn tình nói cho nó vui thì ok. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế, không có tiền là không sống được. Chứ đừng nói chuyện tập tạ. Bà không có tiền mà khỏi sống luôn, chứ đừng nói mà không tập. Câu là đúng các bạn. Và tiền là cái gì? Tiền là cái thước đo cho mỗi con người, mỗi cá thể trong cuộc sống này. Đó. Tất cả mọi người trong cuộc sống này đều đi lao động để mang về của cải vật chất, mà cái đó được quy ra tiền. Mình nói đơn giản thôi, anh không phải là một chuyên gia kinh tế, anh cũng không có nói chuyện mà kể như là định nghĩa tiền là cái gì. Chuyện đó bỏ. Thì hôm vừa rồi trên cái một cái vlog anh có đăng là anh khen hai cô gái bán cà phê mà miền Tây này nọ kia đó. Thì có một bạn trẻ ở dưới, ông nghĩ bạn này trẻ thôi chứ người lớn chả ai mà nói câu ấu trĩ vậy các bạn ơi. Các bạn nói là con gái miền, đừng bao giờ lấy con gái miền Tây, gái miền Tây ABC các kiểu, nào là lười nhác, rồi nào là gọi là không chung thủy. Ở nói chung là kể thật xấu con gái miền Tây ra nhiều lắm các bạn. Anh chỉ comment câu ngắn gọn thôi. Bạn thật can đảm. Thì không biết các bạn nhận định như thế nào. Nhưng mà riêng mà bạn nào á, trong cái group THL Fanpage hay là bạn nào mà theo triết lý thành online thì hãy làm một người đàn ông sao đừng để cho phụ nữ chửi nha các bạn. Mình sống sao đừng để cho phụ nữ chửi. Các bạn đi mà nói những câu ấu trĩ như vậy á, thì các bạn làm ơn đừng nói mình là người THL dùm anh cái. Anh nhục lây bạn ơi. Bây giờ nếu mà anh đi qua vấn đề này chút xíu mới có làm dài vlog hay không. Thì cái thở ngày xưa đó, cái khu nhà anh ở mình tạm gọi là ổ chuột của Sài Gòn mà. Ổ chuột của Sài Gòn tức là thành phần chủ yếu là các bạn lao động. Nghề gì cũng có bạn. Công nhân cũng có nè. Cắt tóc cũng có nè. Gọi đầu cũng có nè. Phục vụ bưng bê nhà hàng cũng có nè. Và nói thật với các bạn, cuộc đời Duy Nguyễn đứng lên tới bây giờ là tầng lớp nào anh cũng quen. Tầng lớp siêu đại gia thì chưa rớt tới thôi, nhưng mà tầng lớp xã hội tầng nào là hầu như tầng lớp nào anh cũng có tiếp xúc. Đó. Nên nói về cái cuộc sống, về cái ngành nghề, về lĩnh vực của mỗi người á, thì mình có hiểu hay không? Hay là mình đánh giá họ một cách phiến diện? Bây giờ nói một câu mà gọi là giang hồ nói nè. Nói một câu mà giang hồ nói là các bạn nào mà tỏ ra mình là học thức cao sang là cứng họng nè. Mày nuôi tao được bữa nào phán xét cuộc đời tao? Đúng không các bạn? Các bạn có nuôi người ta được bữa nào không các bạn, chê người ta? Rõ ràng là không đúng không? Và nếu mà bạn đứng trong hoàn cảnh của họ thì bạn có làm tốt hơn họ hay không? Nên đừng có đánh giá. Nên sống mình đừng bao giờ đánh giá một cái gì hết. Đó là lời khuyên thật sự của anh dành cho các bạn trẻ mà chưa hiểu đời. Các bạn có hiểu rằng đằng sau lưng của cô ấy còn cả gia đình cô ấy, mang một đống nợ trên vai. Đó. Mẹ già bệnh. Đó. Rồi bạn kêu cô ta đi làm công nhân với mức lương 3 triệu một tháng để cứu gia đình thôi mà. Thúy Kiều á thì có thể là câu chuyện không có thật, nhưng mà ở ngoài đời này có nhiều Thúy Kiều lắm bạn. Đó. Trong hoàn cảnh của họ, nếu mà đặt mình trong hoàn cảnh của họ, bạn có làm tốt hơn hay không? Hay nói khác á, là người ta muốn làm cái gì á, người ta không phải có chút xíu gọi là khả năng người ta mới làm được. Ví dụ bây giờ bạn nói là con nhỏ đó cặp đại gia đúng không, giờ nó trắng luôn gì đâu sợ, rồi đặt vô bạn cặp được không? Đại gia có nhìn tới bạn không?
đó là cái vấn đề đó. Chứ bây giờ mà tự nhiên mình nhìn ông con quỷ con nhỏ đó, nó cặp đại gia đủ làm này làm kia, nhưng mà người ta có khả năng người ta mới cặp được bạn đó. Và đại gia đó, đại gia người ta đã được kêu là đại gia rồi đúng không, là người ta có tiền nhưng ta đâu có khùng mà. Nên người ta cũng phải suy nghĩ, người ta cũng phải tính toán, người ta cũng phải này phải kia, người ta chọn đối tượng cho nó phù hợp. Nên khoan nói cái chuyện đánh giá con gái miền Tây. Duy á là con trai miền Tây, Duy là con trai miền Tây nha, chả Duy chả đánh giá con gái miền nào cả. Nói Duy ok Duy thích con gái miền Tây ở cái tính tình, ở cái cách nói chuyện, và đặc biệt là nó cùng vùng cùng miền cùng văn hóa, thì cái đó là cái anh thích con gái miền Tây thôi. Chứ tại sao các bạn lại nói cái việc mà con gái miền Tây ABC các kiểu, các bạn đụng chạm tới vùng miền là các bạn tự sát đời vậy đó, nó vậy thôi. Nó nguyên tắc sống của chúng ta là chúng ta không đụng chạm gì, thứ nhất tôn giáo này ha, thứ hai sắc tộc, thứ ba giới tính là vùng miền này. Đó là những điều tối kỵ, dính vô điều tối kỵ đó có nước diệt vong thôi. Nên khuyên các bạn thành sự, khuyên các bạn thành thật luôn á. Nên cái việc đồng tiền nó rất là quan trọng, nên mọi người người ta đều đi kiếm đồng tiền bằng chính khả năng của mình, chính khả năng của mình. Nếu mà được làm giàu chả nào muốn nghèo, các bạn đồng ý không? Nếu mà khả năng mình được làm giàu chả nào muốn nghèo hết. Nên người ta làm giàu trên chính khả năng của người ta thì có cái gì đâu mà gọi là cuộc sống của người ta nó vậy. Hay nói khác đó là mình không nuôi người ta được ngày nào thì đừng có nói, nói ra người ta chửi ngược lại mình nhục lắm bạn. Nói thiệt á, bạn đừng có tưởng những người ta, mặc dù người ta ăn học người ta không cao thiệt, nhưng mà chửi lộn chưa biết hơn nào, chửi vô đầu vô óc luôn các bạn. Nó bây giờ đổi lại, giờ ví dụ như bây giờ cái học vị của tôi nó phải đổi lại được cái gì trong cuộc sống của tôi thì cái học vị nó mới có giá trị, phải không các bạn? Hay khác là cái công sức mình bỏ ra nó mới có giá trị, phải không các bạn? Chứ bây giờ các bạn mang học hàm này nọ ghê gớm quá, tùm lum tùm lưa hết trơn á, mà mỗi lần mà vợ bạn mua cái đầm mà bạn phải suy nghĩ nữa, thì cái đó là anh thấy, cảm thấy là mình, anh không dám nói là các bạn gọi là không tốt, không khả năng. Nhưng mà ít ra mình là người đàn ông thì mình phải nhìn lại coi mình đã vung tròn được hay chưa, hay là mình đã làm hết sức mình để mang lại cuộc sống với gia đình hay chưa. Đó, thì bạn hãy trước tiên á, trước khi mà chúng ta đến với em có tiền anh tập tạ được hay không á, thì bạn phải hiểu được cái giá trị đồng tiền trong cuộc sống này, và cái đồng tiền này nó giúp cho chúng ta như thế nào, và nó quan trọng với chúng ta như thế nào, nó ảnh hưởng tới địa vị hình ảnh của chúng ta như thế nào. Bây giờ nó tóm gọn lại một câu á, không có tiền sống cũng khó nữa, chứ đừng có nói mà hả tập tạ. Nên cái vấn đề này thì hy vọng là các bạn là gọi là hãy bình tâm. Đương nhiên đây là cái vế một của chương trình vlog này, anh nói về cái giá trị của đồng tiền, mỗi người đi kiếm tiền bằng những cách khác nhau đó. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa nó thật với bạn, Duy là nghèo khố rách áo ôm nữa các bạn. Lần đầu tiên đi chơi với bạn gái trong công viên Lê Thị Riêng đó, mà bạn gái kêu anh đi mua cho bạn gái ly nước, anh không đủ tiền đó bạn, anh không đủ tiền anh mua ly nước cho bạn gái anh. Nó là như vậy. Và anh thấm thía được cái việc mà đồng tiền nó quan trọng. Nhưng mà mình là thằng đàn ông, mình kiếm tiền dựa trên bản lãnh của mình mới là quan trọng. Và đồng tiền của mình đem về nó phải hợp pháp. Không những lần đó, ngày xưa đương nhiên là nhà anh vẫn có người giàu và vẫn có người nghèo, nhưng mà cái tật của gia đình nhỏ của anh đó là anh sống rất là tự lập. Anh tự lập từ năm anh 6 tuổi, và mẹ anh cũng sống không nhờ vả người nào, bố anh thì không còn nữa, đơn giản vậy thôi. Năm mà anh lên học đại học năm nhất, đúng không, mẹ anh gọi là phải đi làm cho người ta, hay nói khác là đi ở đợi cho người ta để lấy tiền cho đóng học phí. Mà nghĩ một thằng con trai mà để mẹ em làm chuyện đó thì trong đầu nó suy nghĩ cái gì đó. Nên những bạn nào gọi là chưa ra đời, hay là ra đời mà gọi là chưa đủ thấm á, thì các bạn nhiều khi coi nhẹ cái đồng tiền. Các bạn coi cái thằng này nó có tiền thì nó làm như vậy, ôi chứ nó đâu có cái gì gọi là hot. Nhưng mà xin thưa, để nó có tiền được thì nó phải làm cái gì rồi nó mới có tiền bạn. Và trong cái xóm của nhỏ của anh ngày xưa, cái xóm nhỏ của anh ngày xưa đó, thì có một cô kia, đương nhiên là cũng nói cách trắng ra thì cũng là quen với đại gia. Nhưng mà cái giá cô ta là cái gì? Cô ta quen với đại gia, cô ta chấp nhận cho cả xóm đàm tiếu. Nói chung mấy thằng gato, thời đó chưa có chữ gato mà, thời đó chưa có, chỉ có chữ ghen ăn tức ở thôi. Giờ lợi hại chữ ghen ăn tức ở thì gấp thành gato, nói này nói nè xỉa xói. Nhưng mà ai nói mặt cô ấy, cô ấy vẫn có nhà ở, ngày xưa chưa có nhà, giờ có nhà, mẹ cô ấy được trị bệnh, em út được đi học ngon lành, ABC các kiểu, nói chung là nguyên nhà đi lên.
Vậy thì mình ngồi mình bình tâm mình suy nghĩ ra coi. Có thể là cô ta gọi là cách kiếm tiền của cô ta có thể là nó không hợp gu với bạn đúng không? Bạn nhìn cách kiếm tiền của cô ta bạn không có phục. Nhưng bạn không phục kệ bạn chứ đúng không? Các bạn phục thì cũng kệ các bạn thôi. Cô ta có sắc, cô ta có quyền. Đó, tài sắc mà bạn, đâu phải chỉ có đường tài mới gọi là phát triển được bạn. Người ta không có tài, người ta có sắc chứ sao? Đó, miễn sao người ta làm việc gì đó nó hợp lý, hợp tình và hợp pháp. Vậy thôi. Đó, tự nhiên bây giờ mình nói trắng ra vô giờ tôi gọi là tôi có tiền, tôi cũng thiếu, tôi Việt Kiều đi. Tôi về Việt Nam tôi chơi mà giờ tôi hơi bị xấu xấu đi. Tôi chưa có vợ, tôi khó có vợ quá, về đây tự nhiên gặp nhỏ này đẹp quá, nó chịu mình. Mà mình tiền dư cũng để làm gì thôi, kệ, hai bên support cho nhau, đem lại gia đình hạnh phúc. Kết cục viên mãn quá chứ còn gì nữa. Đúng không? Anh kể chuyện thiệt chứ anh không có nói chuyện gọi là báo chí gì hết á. Đó, kết cục giờ cô ta đi Mỹ mất tiêu rồi. Đi Mỹ ở với chồng, gia đình còn bên này. Hàng tháng đô la gửi về đều đều. Nó vậy thôi. Đấy, cái cò gì đúng không? Cái đó là cách kiếm tiền quá. Và cái đổi lại là cô ta có thể là chịu sự đả kích của một số người ở trong xóm, người ta gọi là không phục. Mày giàu vậy tao không phục, nhưng mà kệ. Giờ vấn đề là cô ta có thể là hy sinh một chút xíu cái sĩ diện cá nhân để đổi lại cả gia đình. Lời quá bạn. Nó lời quá bạn. Còn anh nữa, ngày xưa đó, hồi nãy anh kể chuyện mẹ đi ở cho người ta đúng không? Làm phụ quán, quán gì đó không biết quên rồi. Cái quán gì ở đường ở Bình Tân á, nói chung là cái chị cảnh đó anh chịu không nổi bạn. Nói thật, anh không chịu nổi cảnh đó, mỗi lần nghỉ học 5 giờ chiều về. Lúc đó anh là thằng tập tạ rồi đó. 5 giờ chiều về anh thấy mẹ mình phải làm như vậy. Mặc dù cũng thoải mái vui vẻ thôi chứ không có gì hết á. Nói chung là cũng không có gọi là bị chủ đì gì hết á. Rất thoải mái vui vẻ trên tinh thần tôn trọng nhau. Nhưng mà cảm giác của anh là một thằng đàn ông kiêu hãnh. Anh học giỏi mà. Anh cảm thấy có tài mà. Anh tuổi trẻ anh kiêu hãnh lắm bạn. Mà tại sao để mẹ mà làm việc đó? Nói thôi mẹ về đi, mẹ ở nhà đi. Ok, mẹ ở nhà đi, con đi dạy thêm 1-2 job nữa để con lo việc này. Đó. Mấy gì của anh sẵn sàng. Thằng Duy Nguyễn mà, trời ơi, học phí của nó để tao lo, cơm để tao lo luôn được. Nhưng mà vấn đề là mẹ anh không nhận. Mẹ anh không hề nhận. Mẹ anh ngày xưa là một người support cho gia đình bạn. Tức là gia đình có chuyện gì á là kể như là phụ này nọ kia, giống như là đám xá rồi hay là người bệnh đi nuôi vậy đó, kiểu vậy. Rồi mẹ anh may đồ, anh đi dạy kèm. Hai mẹ con sống nhau nương tựa nhau cái thời đó vậy đó. Có những cái lúc mà cuối tháng nó thiệt chứ bạn á, hai mẹ con không còn tiền luôn, không có đồng bạc nào đó, không có đồng bạc nào đó. Đi mượn tờ 100.000 để xài đó bạn, đó, đi mượn tờ 100.000 để xài. Nhưng mà cái vấn đề là nhìn nhận đó, cái đồng tiền quan trọng và anh phấn đấu, anh nỗ lực, anh nỗ lực, anh cài, ráng đi học rồi để cho mình giỏi thật sự, để cho mình còn đi làm thêm, làm này làm kia, đó, viết web, viết vũng này nọ kia, kiếm chút cháo, đó, rồi đi làm, rồi sau đó đó. Cái phòng gym thành online, cái phòng gym đầu tiên của anh vận động tiền cả gia đình của anh đó mà. Tại vì gia đình của anh có cái độ trust anh, cảm thấy thằng này nó ok, nó được men á. Thôi kệ nó, đất cát, nhiều vốn liếng, nhiều đổ cho nó hết đi. Để cho nó mở phòng tập tạ cho nó sung, vậy thôi. Nên chốt là một câu anh kể cho bạn nghe những cái vấn đề. Để cho các bạn thấy rằng trước những bữa ăn hoành tráng của anh ngày nay là cái quá khứ của anh ngày xưa nó là như vậy đó. Anh học năm lớp 12 chưa bao giờ trong túi mà có cao hơn 40.000 các bạn. Anh nói thiệt luôn, chưa bao giờ cao hơn 40.000 trong túi. Có những khi đi có 1-2.000 nữa. Mà cái lần đầu tiên á là hả, trong túi anh có 40.000, anh đi cầm 40.000 đó anh mua cái nón. Anh tặng cho cái mối tình, gọi là mối tình học sinh của anh, một cô gái trường chuyên, học lớp 11 chuyên sinh. Không biết giờ cô ta lấy chồng hay lấy có con chưa thì anh nói chung là tình học trò thì giờ anh không còn nhớ nữa. Tóc đời anh nói chung là anh cũng không có than nghèo kể khổ gì đó. Đời mỗi người mỗi số phận. Nên các bạn phải biết đứng trên số phận và biết nhìn mình đang thiếu cái gì. Đó, biết nhìn mình đang thiếu cái gì để mình hành xử cho nó đúng. Để sau này mình không hối tiếc. Nên nó thiệt tiền nó quan trọng lắm bạn. Nhưng mà kiếm tiền thì mỗi người có một cách kiếm khác nhau. Ví dụ như mình kiếm tiền bằng cách này mà đừng có chê thằng kia kiếm cách khác. Đúng không? Bây giờ nó đẹp trai, nó đi quen với nhỏ kia nuôi nó thì kệ nó đi. Đúng không? Mắc gì mà chửi nó đúng không? Tội nghiệp nhỏ. Ví dụ nó cảm thấy nó không có khả năng đầu óc, nó không có kinh doanh, nó không có làm thêm được, nó không có khả năng ăn nói. Thì bây giờ người ta dùng cái khác để ta kiếm tiền. Chứ mắc gì Hoàng Nguyễn nó sống tao hoài vậy. Đúng không? Lẳng nhách đúng không các bạn? Nói cho các bạn tập kỳ cục ghê á. Nên anh hy vọng á là các bạn nào trong THOL thì đừng có cái tính, mọi cái tính nít đó. Tính nó trẻ con lắm. Tính nó không có đủ một độ men đâu. Đó thì cái phần 1 kết thúc cái vlog này ha. Phần 1 kết thúc.
đồng tiền rất là quan trọng, nó thì không có tiền sống cũng khó chứ đừng nói tập tạ. Rồi bây giờ qua cái chuyện thứ hai nè, qua cái chuyện thứ hai là giờ là chả lẽ anh Duy nói vậy là em có tiền em không tập được hay sao? Thì anh ngày xưa nãy anh kể bạn nghe anh có tiền đâu bạn, đúng không bạn? Ngày xưa nãy anh kể bạn nghe anh có tiền không? Tiền của anh vậy đó, tiền của anh là đôi khi cuối tháng mà đi mượn 100.000 để hai mẹ con sống đó bạn, vậy đó. Nhưng mà anh vẫn tập có bỏ ngày nào đâu, anh vẫn tập về có gì ăn đó, có rau bằng rau, có cháo bằng cháo, bữa nào lãnh lương sớm thì đi mua gà ăn đó, bữa nào mà kể như lãnh lương trễ thì ra ngoài tiệm phở mà gọi là mua lòng trắng trứng ăn đó, vậy thôi. Anh ăn cũng không có đầy đủ đâu bạn, anh ăn cũng chút đỉnh này, cũng như bữa cơm bình thường thôi. Nên anh tập tạ lúc đó là anh sẽ tăng cân, anh có tăng cân và ngoại hình của anh nó cũng tương đối. Đương nhiên về độ liêm và độ nét phải bỏ đi. Độ liêm và độ nét nó không đến được với anh, tại người anh không, con người anh là không phải sinh ra để tập tạ nha bạn. Con người anh nó có một quá khứ rất bớt, quá khứ rất tệ. Nó ngoại hình là xương xì ke vậy đó. Nói chung anh tập được tới giờ này anh cảm ơn cuộc đời, anh viên mãn rồi. Anh không có gì mà còn phải lăng tăng, không có gì phải hối tiếc, không có gì phải ga tô thằng kế bên nó thi dựng viên thế hình, chuyện đó không quan trọng. Đối với anh là quá được rồi. Anh quá hạnh phúc với kết quả ngày hôm nay. Ngày xưa anh chả có tiền anh tập được, thì có tiền tập được hay không thì cũng tập được, với điều kiện là bạn tập cho nó thông minh nha bạn. Tập cho nó thông minh vậy thôi, tập đi, cứ tập bình thường này nọ kia. Ngày xưa cũng đâu có tánh gato đâu bạn, anh chơi vui vẻ lắm, anh đi tập tạ vậy quýt bia đó mà. Trời ơi, tập 8 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa, thằng cu kia rồi quýt bia quýt tới 3 giờ chiều luôn, về mẹ anh giận 3 bữa không nấu cơm luôn. Tại vì ở mẹ anh hay giận anh lắm, tại vì mẹ anh có mình anh nè, mẹ anh rất kỳ vọng anh nó, mà con mình nó cảm thấy giờ nó học mà nó mê chơi vậy đó là mẹ anh giận. Mà mỗi lần mẹ anh giận là mẹ anh bỏ đói anh mới đau chứ. Vậy là thì không có tiền thì vẫn tập được, vẫn tập được không có gì hết, vẫn tập bình thường. Nhưng với điều kiện tập như thế nào đây? Tập bình thường thôi bạn, không có mắc OT, không có tiếc gì hết trơn đó. Các bạn hỏi câu hại não, em có tiền tập mắc OT được không? Cái câu hỏi mà em không có tiền em tập tạ được hay không, anh Duy trả lời anh Duy cũng phải gọi là suy nghĩ đó nha bạn. Tại vì câu trả lời của anh nó quan trọng, có thể nó ảnh hưởng tất cả tương lai của bạn. Dù anh nói chơi tới đi em, hay là chơi banh sát đi em, rồi nọ, anh có bảo kê được cuộc đời của bạn không mà nói câu đó. Bởi vậy những ai mà tư vấn á, anh nói các bạn BT luôn, bạn tư vấn cho một ai đó thì các bạn hãy thật là bình tĩnh để bạn tư vấn cho nó hợp lý. Chứ bạn đừng có ngồi bạn kích bậy kích bạ, nhỏ đột giường nhỏ ngồi luôn à. Nó người ta cần mình, người ta mới hỏi mình, người ta mới tâm sự với mình, thì mình tư vấn sao để cho đảm bảo được cuộc sống của người ta. Chứ không phải mà cái màn mà tư vấn thằng nhỏ ăn mì tôm đói khổ thấy mẹ luôn, vô tư vấn mày tập đi, mày tập mày đi thi đi, đối với anh đó là tội ác. Ok tôi tập tôi thi được, ông nuôi tôi đi, ông nuôi tôi được tôi thi liền, vậy thôi. Còn nuôi không được thì đừng có tư vấn kiểu đó, tội nghiệp người ta bạn, đúng không? Chuyện đi thi chút sao nói sao. Tập bình thường, tập để khỏe, lúc đó mình tập để mình mưu cầu sức khỏe, nó khỏe hơn này nọ nó thôi đó, cho nó rồi da thịt nó đầy đặn hơn chút xíu nữa là nó ổn, nó vậy thôi. Còn mà bạn mưu cầu bằng tập mà cho nó đẹp nữa là hơi bị khó nha bạn. Tức là người ta sinh ra có cái thiên chức tập thể hình, giống như là người ta sinh ra nhân tài học giỏi vậy đó, thì nó tập cũng dễ đẹp. Còn mình nếu mà cảm thấy như là mình không có cái khả năng này vậy, thì mình nên tìm đi hướng đi khác. Giống như cái câu chuyện mà kiếm tiền hồi nãy mà anh đề cập với các bạn đó, cảm thấy người mình không có thông minh, cảm thấy người mình gọi là không có gọi là chiều sâu tri thức, thì đừng có đi mà cố sát mà đi thi đại học chi cho rớt hoài, hồi lúc đó tìm nghề khác đi đó. Ví dụ như bưng bê nhà hàng phục vụ đi, sau này gặp người nào đó người ta thấy được bạn ở một cái ưu điểm nào đó, đó, và bạn thật sự có cái ưu điểm đó, thì đôi khi tương lai của bạn đi lên từ đó. Anh lấy ví dụ giờ, ví dụ như giờ anh đang buồn đời, anh đi cô đơn đúng không, vô quán nước anh uống đi, tự nhiên gặp cô tiếp viên trong đó đi, ví dụ như vậy, cô ta thì đâu có ăn học gì, như đại học gì đại hiếc gì đâu đúng không, đừng thấy cô ta đẹp đi chẳng hạn, vậy anh thuộc dạng mê đẹp là một là ấn tượng đầu tiên rồi đó. Và thứ hai nữa là cô ta người đàng hoàng, cô ta chịu thương chịu khó. Ôi, anh bảo đảm bạn, anh thách khe cuộc đời của ấy luôn. Anh đem về đây với anh bây giờ, anh đem về anh cho làm gì, đội trưởng đội sale, anh đào tạo từ từ lên, nghĩ ra làm cũng được đó mà. Vậy thôi, ta đi lên bằng hướng đó đâu, cộng học đại học gì đúng không mà. Anh ví dụ thôi, chứ không phải là thật đâu nha các bạn. Nên các bạn nói là sau này comment, ủa em đang bán cà phê đây nè, anh tới anh đưa em về đội trưởng đội sale đi nữa, căng. Nên là tập thể hình thì phải tập cho nó gọi là chiến lược nó khôn quá, đừng có tiêu tốn nhiều quá. Tức là bây giờ bạn tập càng mạnh, bạn tập càng nhiều thì bạn càng cần phải nhiều tiền để bạn phục hồi. Đó là cái nguyên tắc.
Cái đó là cái nguyên tắc là con số luôn trung thành, số nó không phản bội mình. Còn nếu mà bạn tập quá trời, bạn làm quá sức, bạn làm tất cả nhưng mà về bạn ăn mì gói á, thì bây giờ không bệnh thì sau này nó cũng bệnh thôi. Bệnh thì có nhiều loại bệnh khác nhau lắm, không biết được. Đó là nói thiệt. Nói thiệt chứ các bạn luôn. Đó. Nên là không có tiền vẫn tập được, nhưng với điều kiện tập bình thường. Tập bình thường thôi, tập cho khỏe thôi. Còn nếu mà bạn đã không có tiền mà bạn còn lao động nặng nữa, thôi bạn khỏi tập bạn. Bạn lao động nặng là ông nội của tập vậy đó. Đó, ví dụ nhân viên văn phòng ta không hoạt động, ta vô ta đẩy vài cái chỗ ra mồ hôi một kê nọ. Còn bạn, bản thân bạn đã lao động rất là nặng rồi thì bạn không cần đi tập tạ, bạn dành thời gian đó cho cuộc sống, nghỉ ngơi hay tìm cái job gì thêm, hay tìm cái nghề gì thêm đó để đi làm. Cuộc đời mà người nghèo nhiều hơn người giàu bạn. Đó, mà anh yên tâm đi, anh ngày xưa anh là thuộc dạng là bao nghèo chứ các bạn, rồi anh kể nãy rồi đó. Đó, nhưng mà anh phải cài nhiều job, anh đi dạy, bạn muốn dạy anh dạy kính lịch luôn các bạn. Đúng không? Anh tập tạ về rồi đi dạy kính lịch luôn, có bữa dạy không kịp ăn tụt đường nằm bệnh viện gái nuôi 2 ngày luôn. Bệnh viện Phú Thọ đó bạn. Nó có sách mắt có chứng đàng hoàng chứ không phải Duy Nguyễn nói chuyện giếm gió. Bệnh viện Phú Thọ nằm đường nào không nhớ, nhưng mà nói chung là gần gần Tân Sơn Nhì á. Đó, anh nằm 2 ngày tụt đường huyết mà. Nên chuyện tụt đường huyết anh cũng có kinh nghiệm lắm. Đó, nhưng mình giờ mình có sức khỏe đúng không? Thì mình đi làm kiếm tiền trước đã. Cái chuyện tạ là chuyện phụ. Cái chuyện phụ thôi đúng không? Thích thì tập này nọ kia, tập vô đẩy vài cái cho có mồ hôi. Bạn cái cảm giác được là bạn đi làm, bạn kiếm tiền, rồi bạn mua thực phẩm bổ sung, bạn uống là cái cảm giác nó đã. Cái thực phẩm bổ sung bạn uống nó giá trị, mà cảm thấy đầy kiêu hãnh thôi. Anh có đó. Ngày xưa anh đi làm, anh dạy nó thiệt chứ bạn, cái thời năm 2005 anh dạy được 1.8 triệu chết chứ mà. 1.8 triệu đó, nhưng mà tại vì đó, anh này nọ kia nữa, anh ăn nhiều khi cuối tháng thiếu 200-300 ngàn thôi. 1.8 triệu thời đó là không biết như bằng nhiêu giờ, chắc bằng 5 triệu giờ luôn á. Dễ kèm thôi đó. Chứng chỉ rồi đó, đọc bách khoa học hình như chứng chỉ cao lắm 50 ngàn thôi. Giờ anh nghe đâu mấy thằng kia nó kể là chứng chỉ tới mấy trăm ngàn rồi, trời ơi. Nó, quan trọng là mình là 18 tuổi rồi, cha mẹ hết trách nhiệm rồi các bạn ơi, các bạn đừng có nằm ì đó, các bạn thằng nghèo với anh. Nói thiệt, anh chỉ dùng chứ anh dùng cái chữ không bạn, em trẻ con. Mà anh dùng cái chữ đó anh chê rất là nặng đó nha, bạn nào thấm ý bạn hiểu đi. Đúng không? 18 tuổi là cuộc đời rồi, hết trách nhiệm rồi, bạn làm bậy bằng bạ, bạn ở tù thôi. Cái cuộc đời là mình phải đứng lên bằng đôi chân của mình. Bởi vì sau này anh nói anh có con giáo dục kiểu Mỹ mà 18 tuổi đá cho mày ăn ra khỏi đường luôn. Lúc đó tài sản là như anh cóc biết, nhưng mà nói chung mày 18 tuổi tao không nuôi, vậy thôi. Đó. Chứ không phải là cứ 18 tuổi mà ỷ lại cha mẹ ơi, alo mẹ ơi, gửi tiền con đi, nhỏ kia hôm qua sinh nhật con lỡ chi hết rồi. Kiểu đó là cái như là cha mẹ bạn rầu bạn suốt ngày luôn. Đó, nên đừng có than nghèo. Đó, chỉ than là người lười lao động mới nghèo thôi. Còn bây giờ bạn siêng lao động á, cho dù cái ngành, cái nghề, cái nghiệp của bạn lao động nó có thấp đi, mà bạn làm nhiều nghề lên nó cũng giàu, giống như những người từ người Việt Nam qua Mỹ hồi xưa đó bạn. Người ta làm thấy bạn người ta luôn á, chứ qua bên đó bạn tưởng giàu hả? Hả? Người ta gọi là cài 2-3 job là vậy đó. Sáng rửa chén, chiều bơm xe, mà tối đi ra bán mì ví dụ vậy. Toàn là những nghề mà gọi là nghề không giàu không. Nhưng mà ba nghề không giàu nó gộp lại vẫn có tiền. Đã hơn bạn nằm ở đây bạn ngồi bạn trách thân, trách phận, trách cuộc đời. Em không có tiền mua súp. Ừ. Em có tiền mua súp em ăn tàu khoai lang không à, vậy tự hỏi lại tại sao mình ăn khoai lang. Nói thiệt với các bạn á, thì trước khi mà gọi là trách đời, trách số phận, tại sao mình lại như vậy, thì nhìn lại con người mình. Đó, bây ta nói là gì, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Hay là các bạn đừng có bao giờ gọi là đừng bao giờ tự hào rằng mình nghèo mà học giỏi, mà bạn hãy tự hỏi rằng tại sao tôi học giỏi mà vẫn nghèo. Đó, triết lý lắm các bạn ơi. Nên cuộc sống này chúng ta phải tự thân vận động, tự mình nhìn nhận và tự mình có cái chiến lược phù hợp. Nó nên giờ qua cái vế cái vế hai này đó thì các bạn là tự trả lời cho câu hỏi được của mình, đó là nghèo có tập tạ được không hay là không có tiền có tập được không nha. Đầu tiên phải giải quyết có tiền cái đó. Anh nói thiệt, khuyên các bạn thành thật luôn. Bạn không giải quyết được bài toán có tiền là cuộc đời bạn mãi mãi sẽ không có tiền. Mà có tiền là hợp pháp, hợp tình, hợp lý nha bạn. Bạn vốn bạn là gì bạn xài cái đó nha. Vốn bạn là gì bạn xài cái đó, bạn đừng có dính vô mấy cái chuyện mà như phạm pháp, trộm cướp, cấp cướp giật gì đó nha. Là cái đó là không là đi vào bế tắc luôn á. Rồi bây giờ qua cái ý cuối cùng. Đó là cái hướng nào để có cái, anh Duy nghĩ sao với cái tư tưởng là tập gym để đổi đời. Ok, trả lời luôn. Có gì đâu. Ngày xưa anh đi tập gym, anh chỉ là mong muốn là thoát khỏi quá khứ gầy còm sau lưng thôi bạn. Mong muốn là thoát khỏi quá khứ gầy còm sau lưng thôi.
chứ anh là không có gọi là cái ước mơ đổi đời hay là ước mơ làm giàu gì hết trơn đó. Cái đó nó xa vời và nó viển vông quá đó. Tại xưa anh gầy quá, anh gầy anh yếu, nên anh nghĩ rằng sau này anh gầy anh yếu thì anh sẽ khó thành công. Anh đi xin việc làm thì sếp sẽ chọn đẹp trai hơn, đơn giản vậy thôi. Và anh có cái bước chọn cái bước từ xa là anh phải tập để cho mình man lên, mình đẹp hơn, mình có tri thức, mình có được ngoại hình nữa, mắc gì mình không có tiền. Anh suy nghĩ đơn giản vậy thôi đó, nên anh tập thể hình từ rất sớm, từ năm 18 tuổi. Mà giờ mấy bạn sớm hơn nữa, mấy bạn 13, 14 tuổi bằng xúc luôn rồi. Vậy thì có những cái bạn mà gọi là giờ tập thể hình để đổi đời, vậy đổi đời bằng cách nào? Nó đổi đời bằng cách nào? Có cách đi được phải có cách đi không được nha bạn. Giờ ví dụ như nãy Hoàng Nguyễn nè, thằng này dạo này nó mê đi thi thể hình lắm nè. Đó, vô cái thằng cu kia cũng như nhỏ mới tập 3 ngày, 4 ngày, nhỏ tư vấn cho mày tập đi, mốt mày đi thi kiếm huy chương. Ok được thôi, nghe cũng có được ha. Nghe cũng được, nhưng mà dùng bao nhiêu tiền để lót cho cái huy chương đó bạn? Tiền nó đâu ra? Đó, bản thân bạn đó rất nghèo rồi. Đúng không? Bản thân bạn đó rất nghèo rồi, bạn mơ ước đổi đời bằng cái kiểu đó là bất hợp lý. Tại xui cho bạn gặp thằng Hồng Nguyễn là cái thằng nó không có chiến lược mà nó làm thầy bạn thôi, thua luôn. Đúng không? Thằng đó nó chỉ nghĩ tới cái huy chương là 1,5 triệu, 2-3 triệu gì đó là nghĩ đổi đời. Cuộc đời nó không đổi đơn giản vậy đâu bạn. Bây giờ anh giả sử cho bạn là dù như bạn bán nhà, bán xe, bán đất, bạn kiếm được cái huy chương đi. Đó. Nhưng mà bạn có cái huy chương đó mà bạn không có những cái khác thì bạn không đổi đời được, nghèo vẫn hoàn nghèo thôi. Cái câu này thì có thể là anh nói có thể là nhột cái này nhột cái kia, nhưng mà các bạn hãy bình tâm suy nghĩ cho thật là kỹ. Cái hướng đó anh thấy không ổn đó. Anh Duy Nguyễn thấy không ổn đó. Anh đứng trên một người kinh doanh mà bạn. Ngày bây giờ anh là giám đốc công ty BBT thì cái gì anh cũng phải tính toán cho nó có chiến lược, cho nó rõ ràng. Nên đứng trên góc nhìn của anh thì anh cảm thấy cái hướng đó không ổn. Mình nghèo rồi, mình đi cái đó mà từ khi nào có người nào tài trợ cho mình, lo cho mình từ A đến Z thì ok, có thể đi được. Còn nếu mà người ta chỉ nói bằng cái miệng không, còn chuyện bạn lo không hay sao, bỏ đi ha. Bỏ đi. Và rất là nhiều người hay bị dính vô cục mồi này. Rất nhiều người dính vô cục mồi này. Buồn ha, kể chuyện khác cho nghe nè. Bạn biết anh ngày xưa có con nhỏ bò học ngoại thương ở gì? Anh chơi tụi nào học dữ không bạn? Đọc ngoại thương. Đó là con nhỏ nó nói là gọi là đại học ngoại thương nó có bệnh ảo tưởng bạn, nó thiệt bạn luôn, nó có bệnh ảo tưởng. Anh chia tay nó cũng chỉ bằng bệnh ảo tưởng đi điên đó. Nó gọi là nó sống mà nó không biết level nằm đâu. Gọi là nó đi vô trường, nó gặp mấy thầy cô mà gọi là thầy cô chém gió quá rồi, nhỏ ngợp bạn. Chém rồi nè. Em mà đọc đại học ngoại thương, sau này đi làm á là tháng phải 1,000 đô trở lên em mới làm. Nói chảnh vậy đó. Xong mình nó gọi là nó bị tiêm nhiễm vô cái đầu nó những cái tư tưởng nha bạn, đi nói chuyện nhanh sốc ốc lắm mà. Nó mà thuộc nó thiệt chứ bạn, anh là thằng nghèo tiền thôi, nhưng mà nói chuyện về gì, về cuộc sống mà lăn lộn ngoài đời anh hơi bị dữ. Anh hơi bị dữ. Đó, anh không có chân đùa đâu. Ngày xưa gì anh mà có người cho vay tiền góp bạn. Mà gọi là cho vay tiền góp thì không phải là vừa nha bạn. Không có đi đòi nợ cũng cực lắm á. Đó. Mà ngày xưa là anh tháp tùng gì anh đi đòi nợ. Đó. Đương nhiên đòi văn minh lịch sự đàng hoàng chứ không có bậy bạ, các bạn đừng hiểu lầm. Ý nói chung là cái gọi là kinh nghiệm mà trải đời của anh cũng đến từ rất là sớm. Mà con nhỏ này nó không biết trời cao đất rộng, nên nó chuyện sốc ốc với anh nè. Nó coi thầy cô nói nè, ôi mấy đứa học kinh tế rồi mấy đứa hàng B, mấy đứa gọi là chẳng có em nào hết. Sau này đi làm á, 8-9 triệu để cho kinh tế nó làm, ở ngoại thương phải làm 1,000 đô. Nó gọi là sốc ốc không bạn. Mà nhỏ này nó sống trên mây vậy đó. À, có kèo bạn. Thằng 1 phút 30 giây đủ đi massage. Trời chút đi mày. Đang quay cái lót đầy tâm trạng này, massage con khỉ. Trời chút. Nói tới đâu rồi? Nhỏ sống trên mây đúng không các bạn? Thì anh cũng khuyên các bạn cuộc đời nó phải thực tế. Bạn phải thực tế, bạn đừng có sống trên mây. Sống trên mây là chết, anh bỏ nhỏ đó, giờ nhỏ đó rơi lấp luôn mà. Nói thiệt luôn, bây giờ nói chung là anh không muốn là nói về cái việc mà gọi là người ấy bây giờ như thế nào. Nói chung là việc đó nói này không chả có đẹp. Nhưng mà bây giờ kết quả nói chung là cuộc sống của ta nó cũng còn nhiều trăn trở. Đó, mà tại sao? Tại chọn lộn trường bạn. Không phải chọn lộn trường thì không dám nói, mà có thể chọn lộn thầy. Gặp thầy này nó bơm xăng quá trời luôn, má ơi, nó đốt lửa rồi nó quăng bom tè le hết. Nói trên cuộc đời á, thì có trường nào, trường ngoại thương thì đồng ý điểm đầu vào nó cao thiệt. Nó cao thiệt vì cuộc sống các bạn. Nó đâu phải là những thằng mọt sách, những con mọt sách mà thành công được, anh nói thiệt các bạn luôn. Có những đứa nó biết học không, chả biết cái quái gì. Nó đi gặp ngoài đường, nó đi gặp người ngoài đường, mắt nó nhìn trời nè, ngoại thương nhìn trời nè. Đó,
không có chào hỏi ai. Nói cái đó là do gặp anh là anh cho rớt cái gì tiếp tân luôn, chứ đừng có nói mà hả ngoại với trả thương đó, gọi là biết học không biết mà không biết sống, ví dụ như vậy. Mà con nhỏ này nó sốc ốc kinh khủng mà anh bực con nhỏ. Nói chung là anh với con nhỏ này cái quan điểm nó rất quất à, chuyện đi ăn không gì nữa, quan điểm nó đi ăn thằng trai phải có tiền. Anh nó mắc cớ gì, cái lực đâu ra vậy, cái lực đó với anh không có cái lực đó nha bạn, đối với anh là không có lực đó. Tao với mày thằng nào cũng sinh viên nghèo thấy mẹ hả, mắc gì mày không xe được hay mày bữa nào bao mày bao tao bữa mày chết đói hay sao mà mày cái gì mày cũng đâu có tiền đó. Anh là vậy đó. Còn bây giờ nó thiệt cái đi ăn đi uống này nọ là anh ok bảo hết, anh không suy nghĩ gì cả, tại vì bây giờ anh có điều kiện đối với anh một ăn anh nó rất là đơn giản. Còn nếu mà ví dụ như người kia cảm thấy buồn hay là người kia cảm thấy mà gọi là tự ái ngại, ok bữa nhỏ em cứ bao, bữa lớn để anh lo cho. Đứng trên góc độ là cái điều hoàn cảnh của hai người nó khác nhau, chứ không phải đứng trên hoàn cảnh mà con trai lúc nào cũng bao bạn. Anh là người đàn ông mà ga lăng lịch sự là có thừa nha, nhưng mà cái tư tưởng đó là không được với anh. Trong khi xưa anh nghèo mà, nó biết anh nghèo mà bạn. Nó biết anh nghèo nó mê anh chỉ được cái anh đẹp trai thôi mà. Nó biết anh nghèo mà tại sao mà nó đứng trước gọi là nó cũng có con bạn học nữa. Mà một khi con bạn nó nói xấu anh nó không biết đường bảo vệ anh nè. Đúng không? Cái chơi không có đẹp, có thiệt á. Ngoại thương hay ngoại thích không biết chơi không có đẹp. Nói chung anh kể câu chuyện của anh chứ anh không có đụng chạm gì tới các bạn sinh viên ngoại thương nha. Câu chuyện của anh ngày xưa là vậy, ý anh muốn nói với các bạn á là trong thời này hay trong cuộc sống này nó cần phải hai chữ thực tế. Nó hai chữ thực tế chứ bạn yếu bằng ra mà đường mà gặp mấy ông nội chém gió với thằng Hoàng Nguyễn đó, mày đi thi đi. Mày thi mày có quy chương vàng mày giàu. Rồi kêu đi chứng minh đi. Mày chứng minh tao nghe coi quy chương vàng sao tao giàu, thuyết phục tao thi. Mà giờ tao không đủ tiền ăn hàng tháng 20 triệu tiền ăn tao không có nè, giờ mày nuôi tao đi tao thi. Nó ví dụ vậy. Nên con đường đó anh cảm thấy là đứng trên góc độ của anh thấy là không ổn. Con đường thứ hai, tập đẹp trai để sau này đi làm việc, con đường này khả thi hơn nè. Con đường này anh đã từng đi, mà bây giờ anh có như ngày hôm nay thì nó là khả thi không chứng minh nữa nha. Bây giờ con đường thứ ba, đường này giờ hot nè, con đường làm BT nè. Con đường làm BT có đổi đời được không, đổi đời được không? Anh nói là cái khả năng đổi đời khi làm BT rất cao nha các bạn, rất cao. Giờ anh sẽ nói một số điểm để cho các bạn thấy là rất cao nè. Thứ nhất, giờ bạn không có tiền, cậy bạn không có tiền mà tập tạ được, mà như nãy anh Duy nói mà, ok bạn cứ tập đi, tập trên khả năng của mình, quan trọng là sống cho đẹp và người ta không ghét bạn là được rồi, đúng không? Giờ bạn gọi là không có tiền mà bạn láo nữa là cái kiểu đó là cậy như không sống được với ai luôn đó, không sống được với ai luôn mà gặp mấy người ta có điều kiện người ta cũng chả thèm bỏ kê những thằng như vậy đó, gọi là chưa đủ ông nghe nó đen tổng rồi đó, kiểu vậy. Nó rồi lùng mà lối mà nó nói là đụng chạm Minh Lâm bạn. Đúng không? Mà bây giờ mình phải quan trọng là mình phải học cái sống cho đẹp đó, sống sao cho nó hợp tình hợp lý hợp lễ hợp nghi này cái nọ kia các kiểu, thì ra đường là gọi là anh em gọi là chiến hữu người ta thương là dễ sống lắm. Chuyện không có tiền chuyện nhỏ, chuyện để người ta ghét là chuyện lớn rồi. Vậy giờ bạn không có tiền cứ tập lấy kinh nghiệm ha, tập lấy kinh nghiệm bạn coi vlog bạn coi hỏi đáp này nọ để bạn lấy cái kiến thức nữa. Là bạn có kinh nghiệm, bạn có kiến thức là bạn có nội công rồi đó bạn. Rồi bạn đi làm BT bằng dễ thương thì đương nhiên giờ bạn vô bạn chỉ tận tình này kia thì có khách thôi gì đâu. Giờ bữa hổm anh phân tích lần rồi, thằng chịu thôi, khách chịu chạy dạy chừng 20 thằng thôi. Không 20 thằng cực có dạo nội dạy 10 thằng thôi em đó. Là sống được, đâu có gì đâu không được. Sau này tay nghề mình lên cao lên, tay nghề mình cao lên mình dạy khách xịn hơn, mình lấy tiền cao hơn. Nhưng mà cái tiệc đó là không có moi tiền của khách nha bạn. Nó bạn moi tiền khách là bạn vi phạm thì đầu tiên là anh chỉ nói là sống không có đẹp rồi đó. Nó chơi vậy là không có đẹp. Nó là con nên anh nói với bạn là cái con đường BT bây giờ là có thể đổi đời được, chắc chắn là đổi đời được luôn. Chắc chắn là đổi đời được. Và với một cái xu hướng một hàng chủ doanh nghiệp như BT là anh á, thì sau này những cái phòng stream THOL các bạn BT bằng trong viên bằng giọng bạn dạy thoải mái. Bạn dạy thoải mái, anh lấy một cái đồng bạc nào mà gọi là đồng bạc mà tiền quê hồng hay là cái gọi là cái tiền ăn chia đó thì anh dở bằng hiệu BBT xuống cho bạn đập lên. Nó anh là cực kỳ phản đối một cái chuyện mà không làm mà đòi hưởng á. Nên các bạn ở ngoài, ví dụ như giờ ví dụ như cái doanh nghiệp khác anh không biết, nhưng mà riêng BBT bảo kê các bạn BT đàng hoàng đó, bạn cứ dẫn khách thôi thoải mái, đóng tiền tập thôi, không lấy đồng bạc tiền nào cả. Ở đây đóng tiền tập của khách á, còn tiền bạn không tập á thì bạn biết đèo á, thì bạn gọi là xuống bo cho bao giờ chút đỉnh tao bao giờ coi xe cho bạn nha bạn. Đó, anh thậm chí không còn lấy tiền tập của bạn. Còn nếu mà bạn đóng tiền tập vô bạn giống như một học viên bình thường thì bạn khỏi khe nha. Cái này anh nói nhỏ cho các bạn, nhiều khi bạn vô ý bạn gì cũng biết mà có biết điều là không biết.
Nó tại vì bảo vệ dắt xe cho bạn, bảo vệ coi xe cho bạn này nọ cũng là mệt. Nên mình sống mình gọi là có biết điều chút chút đỉnh là nó dễ sống lắm. Đó. Nên bạn dẫn học viên vào cái tập thoải mái, học ví dụ như cái phòng của anh mở ra đấy 500 ngàn thì bạn có đóng tiền cho học viên 500 ngàn. Bạn vô bạn không vi phạm những nguyên tắc căn bản sau đây là được. Thứ nhất là phá đồ. Đó. Thứ hai á là cỡ như là thằng Hoàng Nguyễn nó đang là BT thì nó đang chỉ nhau kia, bạn vô bạn cãi lộn như nó là cũng không được. Nói chung là đừng có vi phạm nguyên tắc như vậy. Và một cái quan trọng nữa là BT là doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bổ sung mà gọi là liên quan tới pháp luật. Nên bạn nào xài những cái hàng mà không có dấu hiệu mà gọi là vi phạm pháp luật á thì không không được có tồn tại trong trong BBT. Hay nói khác á là có xài hàng vi phạm pháp luật á thì đi về nhà mà uống. Mà BBT phát hiện ra là BBT get out. Cái đó là nói trước. Nên cái việc mà bây giờ nó thiệt chứ bạn á, bạn vô phòng chưa chắc nó cho bằng giải. Chưa chắc. Hên xui thôi à. Đó, nên hệ thống gym của BBT sẽ là cái môi trường để cho các bạn BT tự do có thể dẫn dẫn khách tập thoải mái, hoặc là bạn dẫn ở nơi đâu tập thoải mái. Nói chung là cái nghề BT tự do có thể làm được, có thể phát triển được, thậm chí bạn nào chọn là nghề chính luôn cũng được. Anh nghĩ là cái này là hướng đổi đời khá tốt đó bạn. Nó là chưa kể bạn dạy tốt, nhiều khi khách này nọ còn thưởng bạn này nó ký, bạn nhận cái đồng tiền thưởng gọi là nó sướng vô cùng bạn ơi. Anh nói thiệt cái bạn quan niệm của anh ngày xưa đi làm mà đồng lương không bằng đồng thưởng mà, đồng lương không bằng đồng thưởng. Tại vì khi mình nhận cái đồng tiền thưởng á, tức chứng tỏ là cái năng lực của mình nó vượt trội rồi. Đó. Mà thì người khác mới thưởng cho mình đúng không bạn? Mình cầm cái đồng tiền nó cảm giác rất là tự hào, mặc dù nó có 50 ngàn thôi nhưng mà cảm giác nó rất là sung sướng tự hào. Cái đó là cảm giác mà những bạn đi làm có thể hiểu được. Còn có những bạn đôi khi nghĩ vậy nè, mẹ nó tiền nào cũng như tiền nấy, tiền xài được rồi, mà có bạn làm dở và được thưởng nhiều nữa chứ bạn. Cái đó gọi là sống không biết điều của bạn. Nó nên nó câu sống mà không biết điều của anh nó rộng nghĩa lắm. Bạn sống mà bạn biết điều là bảo đảm bạn bằng sống ai cũng thương, ai cũng yêu hết. Vậy nói tóm lại trong vlog này, quay qua cái đề tài mà gọi là nghèo hay là nghèo kỳ quá, không có tiền tập tạ được hay không thì anh đi qua ba chủ đề chính. Thứ nhất á là giá trị của đồng tiền và cách kiếm đồng tiền. Nói rồi, đồng tiền quan trọng lắm, tìm mọi cách để mình cải thiện cái năng lực bản thân, mình cải thiện cái khả năng của mình để mình kiếm tiền, để mình kiếm tiền để mình phục vụ cho cuộc sống của mình. Mình là thằng đàn ông, đằng sau lưng mình còn mẹ còn cha, còn mẹ còn cha trước chứ còn gái trước là gì không khoái rồi đó. Bạn lo cho mẹ cho cha trước, bạn lo cho gái sau, đó gì rất là welcome. Còn bạn lo cho gái xong bạn xin tiền mẹ cha nó lo cho gái nữa thôi bạn gì đó. Rồi thứ hai nữa là nghèo tập tạ như thế nào, tập cho nó hợp lý, đừng có đua, đừng nghe lời kích bậy của mấy thằng gọi là nó không có bản lãnh mà đi phán bừa đó bạn. Đó gọi là yếu mà đi bảo kê con người ta, giống như là mấy cái thằng mà con trai mà đi cua gái á, mà cái lúc mà trong cái lúc mà gọi là cao hứng á, em ơi em này nọ bc anh sẽ là người đưa em về cuối con đường, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả đó bạn. Mấy cô gái đều có tin nha. Đó, tin một phát một là cái như chết, nhìn là cái bản lãnh thằng đó nó có khe được cuộc đời bạn không. Nó anh ta nhớ là cái bạn nữ nhớ giùm anh một câu là chọn mặt gửi vàng nha bạn. Bạn đang cầm cục vàng trong người đó, bạn chọn mặt thằng nào được chút xíu. Nên mấy thằng con trai nó đẻo vô cùng. Đó. Còn cái ý cuối cùng á, tập gym có đổi đời được không? Đương nhiên là có đổi đời, nhưng mà cái hướng đổi đời thế nào nó phải phù hợp. Nó phải thận trọng và nó không mang lại cái hậu quả cho tương lai. Nó không mang lại hậu quả cho tương lai. Một cái vấn đề rất là quan trọng đứng trên góc độ của một thằng kinh doanh nè, nói cho bạn nghe nè. Nếu bạn làm một cái việc gì mà bạn mang lại một cái sự kiệt quệ kinh tế cho gia đình bạn á, là cái như gia đình bạn khó trở mình lắm. Mình là nào, mình dùng một cái đồng tiền nó phải thận trọng. Nó phải thận trọng chứ không phải là một cái xài bậy xài bạ xong rồi cái kéo nguyên gia đình xuống hố luôn rồi cái như xong. Đó, thì vlog xin được kết thúc. Chúc các bạn có một cái ngày thứ bảy đi chơi với bạn bè, người thân vui vẻ. Xin chào, kính chào. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.